tuổi điều khiển xe gắn máy, thế nhưng vẫn đầu trần, phóng xe từ Hưng Yên ra Hà Nội để tụ tập. Khi bị lực lượng công an phát hiện thì lại bỏ chạy vì sợ bị bố đánh. Chàng trai lúc xuân xanh, ngược xuôi bon sen đất khách. Mỗi tình cứ thế phai nhanh, dường như thôi không nghĩ đến. Ít lâu có cô gái làm dịu em hồn đã khô. Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu. Chắc chắn rằng anh đủ chân thành để dành cho một người duy nhất, đấy chính là em. Thế nhá. Anh bắt đầu một tình yêu là lúc anh